Ngày hôm nay mình đã nhận được rất nhiều bình luận từ mấy bạn fan rằng: anh Ý ơi, anh Ý chơi thêm game về Việt Nam đi. Thì ok, mình chiều các bạn luôn. Mình đã rủ Jimmy, Super Ngáo, Kemi, Rio, Xe Di, Tàu Hủ vào một con game tên là Đảo Việt Nam để lập băng đảng mọi người. Game này rất giống Việt Nam, giống như là một cái Việt Nam thu nhỏ các bạn ơi. Nên là các bạn coi video hay là chơi cái game này, các bạn đừng cố gắng bắt chước nó ở ngoài đời giùm tôi nha mọi người. Mình cùng băng đảng của mình đã mua súng nè, bắn nhau nè, săn quái vật nè, và cả bắt con chó nữa mọi người. Ok, để coi thử con game này như thế nào và mình trộm chó ra sao các bạn. Đừng quên xem đến hết video nha. Còn bây giờ thì chúng ta vào video thôi, let's go. Rồi, vô băng đảng thôi nè. Vô băng đảng thôi. Băng đảng mình sẽ lên đỉnh xã hội nha. Em xin vô ở nhà này. Đây em ơi. Đại ca, mình đi đâu đại ca? Làm ly cà đá. Không ngồi được nha. Ghế không ngồi được em ơi. Trời ơi. Vô sofa ngồi đi, vô sofa. Ta đây ở đường gì vậy? Đây đường gì vậy? Ngồi công an cứu bắt là sao? Vật gì lạ, vật gì lạ, vật gì lạ, vật gì lạ nổi. Cửa hàng hợp pháp nè, rồi. Cửa hàng đó là bất hợp pháp hả? Đúng rồi. Đến dạo mày kìa chị Dâm ơi. Drop the shipping company. Anh em vô làm bát phở ơi. Bát phở rồi anh em. Tiền rồi, đi làm cái, đi làm cái. Vào đây, vào đây. Anh bao, anh bao. Ai già được. Ai già thế thì vào đây, vào đây. Mỗi người bát phở nào. Bát phở nè. Ôi, trời ơi, trời ơi. Như nào, như nào. Tao tao đi kiếm cái, tao giúp cho bạn đảng mình. Không em nào. Mua đâu vậy? Mua đâu vậy? Đây đây, theo tao qua sau lưng, qua sau lưng. Em nhớ đây đây cái gì? 100 km gì á anh ơi. 100 km. 100 km là gì? Ê, có ai bắn súng kìa. Ôi, bắn súng bắn đảng mình kìa. Km mày vô đây, mày theo tao. Km qua đây mày cũng được. Đi vô rồi. Bạn có gì phía sau? Đây rồi, cái này gì? Đây cấp thấp cao nè, 300.000 đạn cấp cao mà có tiền đâu mà đạn cấp cao, mua súng chứ đã anh em à. Súng đâu? Súng đâu? Giết mình ở đâu vậy mọi người? Chơm cái máy tính này nè, điểm net vậy ta. Súng ở đâu vậy? Ra. Rồi mày lên lầu trên cũng có bán. Ở đây ơi. Rồi, tao mua cái AK Laconda 45 triệu, bủ luôn. Cái này nhiêu vậy? Cái hàng bao là gì vậy? Ôi trời ơi. Đạn nữa, nhưng mà không lên đạn. Vũ khí ở đây nè em ơi. Nào chơi anh em ơi. Nó bắn tôi nè, nó bắn tôi nãy giờ 3 lần rồi đó. Trời ơi, nói chị ơi. Đi mua xe đi em ơi, đi mua xe đi, ở đây bán ở đó, bán cái chỗ đó mà chỗ bán. Nào cho anh em mình. Hồi nãy tao mua phở á, giờ nó đâu rồi, đang tìm nó nè. Tên gì vậy? Đại ca. Hồi nãy thằng nào giết vậy? Chị đang em nhớ nha. Nãy chị đứng nãy mua phở thì em không nhớ. Nhưng mà nãy chị đứng ở cái tiệm xăng là Phú 111 giết chị á. Ờ đúng rồi, em nhớ thằng tên Phú vậy. Cứ chạy rồi sao rồi? Chạy đâu rồi? Chạy đâu rồi? Chạy rồi. Làm xe vờ rồi anh ơi. Cúp điện rồi. Cúp điện rồi. Ui bán xe nè đây rồi. Chị đây. Ui. Con này bắt chó kìa, bắt chó kìa, bắt chó. Trộm chó, trộm chó nè. Mày trộm chó nè. Sao trên người em tự có con chó nè. Ê, bán kiểu gì vậy? Có nè, em cũng có nè. Chơi không, mày chơi không, mày chơi không, mày chơi không. Nhóc, chơi không, mày chơi không. Chó. Nó chơi bắn em kìa. Thằng nào, thằng nào. Ông bé bắn chạy chạy qua chỗ đại ca. Chạy qua chỗ đại ca đang ở đâu vậy? Ở đại ca ơi, thằng cầm bóng đời ơi. Anh yêu em lắm, nên là đây là món quà anh chưa tặng em bao giờ. Anh sẽ tặng em. Gì vậy? Anh em ơi, quy cầu cây. Square Wi Internet cà phê kìa. Có ai đi chơi net không? Đi 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 chơi anh ơi. Ôi 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 ôi. Vậy ôi, nghe thấy không? Đại ca. Ai bắn vậy? Ai bắn vậy? Nào ấm sát rồi. Nghe thấy không? Đại ca. Đại ca rồi. Nhóc. Ui dồi ôi. Nhóc. Nhóc. Đại ca mở chợ ơi, mở đi đại ca ơi. Châu sao ta? Cúp này lên xe đại ca. Cúp xe ơi. Cúp 50 này đại ca. Này mấy anh chính nhà, mấy anh chính nhà đợi anh. Ok. Mua xe sao vậy? Để em lên cho hỏi cái nào mua xe không? Ui trời ơi, đây rồi em ơi. Mua được rồi, mua được rồi. Ui phóng lợn mắc vậy. Con đủ tiền mua phóng lợn rồi, bay ơi, kệ đi. Ôi, ôi nó bắn đại ca kìa, thẳng bắn đại ca nè. Xe đại ca kẹt mẹ. Đẩy ra, đẩy đại ca nha, đẩy đại ca nha. Em bà, em tên Tải nha, bà chở em chạy đây. Cầm dao cho hết nè. Bắn em đại ca ơi. Ôi, em lên xe của đại ca. Mày láo, mày láo mày. Ôi, ủa nó chạy luôn rồi đại ca ơi. Chém em đại ca ơi. Nào, 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 nào chém ơi. Bắn tôi kìa. Nào vậy? Trời ơi. Nó chạy đây đó đại ca. Nó chạy đây đại ca. Ở đâu lê Messi à? Ở đâu lê Messi? Tao phải lên đâu? Mày chết mày rồi. Thằng Messi. Messi. Thả đạn ơi. Chết rồi. Thả đạn đi. Thôi chạy ra khỏi chốt thì. Ui sao bồ quá. Trời ơi, làm shipper tiếp đi. Nè, chế độ thụ động trừ 100.000 đồng Việt Nam mà đại ca. Thôi đại ca bà rồ, không có sợ bố con nào hết. Đụng là đập. Đại ca ơi, cho em mượn cái súng rồi đại ca. Lên đây bắt bánh nè, ai lên xe bắt bánh cho coi nè.
đại ca, đại ca đầu. Bên này nè, bên sau lưng nè đại ca ơi, có cảnh đẹp nè. Wow, khu vực an toàn nè. Hết đồ. Trời ơi, lo đi chạy ra. Sau lưng đại ca ơi, sau lưng nha. Cái gì mà làm gì, mày làm gì, mày làm gì. Bà láo này. Ủa đại ca, bắn luôn rồi, chị Kem My ơi. Bắn luôn Kem My rồi mày. Ôi, ai bắn này đại ca. Mày chửi tao mày, tao bắn mày, mày chửi tao. Kệ giúp mày có 100 triệu, kệ kệ đi mua đồ đi giúp mày. Messi đâu, Messi đâu. Messi đâu? Đại ca, lẹ đi đại ca. Mày xong đời mày rồi, mày Messi, mày đụng đổ pha Ronaldo rồi con. Đây 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 ông Messi này. Đại ca, kệ mà áo số 10 kìa. Messi, Messi này à. Không lỡ mà, vui lóc lỡ anh em. Ủa đại ca đi, ủa sao mà không nhập đại ca vậy? Ủa không đủ tiền. Em có súng mà đại ca. Thôi xuống nào, à đây được đi xuống nào bạn ơi, được rồi, xuống nhà, xuống nhà. Ủa giùm mày đâu, giùm mày đâu? Đây đây, mua đây nè giùm mày. Đi khoảng được á. Đó 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 đó. Trời ơi. Mày luôn mà. Mau cho tao. Em xin cỡ 2-3 triệu rồi. Ây da, nào chơi tao rồi. Mất tiền à? Không, không mất súng, mất súng. Rồi, mày xong đời rồi, đại ca lấy xe ra. Gồm không? Đâu mày đâu. Thằng nào, bàn sát à. Kê kê ATM à, đại ca. Thằng nào, lốt, thằng Messi luôn. Đen, đen, đen. Nick gồm không, Nick gồm không? Messi, 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 Messi. Điểm nó, chiên nó. Lấy xe tao, lấy xe tao mày, lấy xe tao, lấy xe tao mày. Lấy xe tao nữa. Muốn công an luôn, công an xã mày, công an xã chơi mày luôn. Mày công an xã này. Nick Go là admin đó. Ủa hả? Ê, ê, sao? Sao? Đâm em. Chết bà hết tao đâm em. Tao mua đạn cái xe đi vô tiệm súng đại ca ơi. Chết mẹ ơi, Messi mua súng rồi. Xong rồi. Messi xong rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Không được, không được, để anh đi vô mua súng rồi. Vô liên tục. À. Mua súng anh em, mua đạn anh em ơi. Đây rồi, rồi. À, Messi nè, Messi nè. Messi, Messi là tốt đó. Messi. Không đó. Tao không lỡ nè, chim đó, chim đó. Cút ra. Đại ca. Đó. Đó. Em mới đẹp rồi. Hết nước anh kìa. Làm gì? À, nó đứng nó nhảy rồi. Mày hết đi con. À, nó chạy vô nó mua súng kìa anh em ơi. Chết bại vô mua súng rồi anh em ơi. Thôi em hết tiền rồi. Dạ 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 dạ, bắt đẩy mình đáng đi vô chỗ đó chỗ. À đại ca chuyển cho em ơi, dạ chị em mua đạn chơi đó đại ca. Từ từ địch đang ở đây à, chuyển cái gì mà chị. Ấy khu vực an toàn vô đây rồi tụi bay. Khu vực an toàn vô đây nè, bất tử nè. Trời ơi. Ủa, nó xảy rồi, nó xảy rồi. Ồ nó xảy trời, nó xảy à. Đi 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 đi, sang qua giật nè, sang qua giật nè bà con ơi. Ở đây Messi nè. Mày nè con, nó chết rồi chứ mày ơi. Thằng kia nó giết. Thử mà nó, nó thử mà nó. Ủa sao cứ mày nè. Trời đường phố rất giống Việt Nam luôn nha mọi người. Mọi thứ đều giống thật sự luôn á. Nhưng mà không giống lắm nha. Việt Nam không có núi như này nè. Thôi chạy lên núi á mọi người. Chạy lên núi hả? À đồ. Ôi quái vật kìa, quái thú. Ở đâu vậy? Ờ, chơi đó, chơi đó. Quái vật kìa. Quái vật kìa, chơi đó. Ôi cứu tao, cứu tao. Cứu tao, cứu tao. Thấy nó. Mày quái giật thôi. Mày quái giật thôi. Mày quái giật thôi. Quái giật à. Quái giật thôi. Nè nè nè, đừng 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 tranh giành mọi người miếng thịt thôi, đừng tranh giành. Thì làm gì? Ủa lấy được. Trời ơi. Thôi chạy rồi, đông đông đó, đứng đó dễ đi lắm. Mày mày nào đâu, để tôi về tôi bắn cho. Để tôi. Ngày nữa tôi bắn rồi, tôi bắn rồi. Leo Messi nó làm gì vậy trời? Ơi. Gì vậy đại ca? Đại ca té nuôi. Chị bắn rồi nha, đi rồi. Trời ơi. Đại ca đang tới đây, đại ca đang tới đây. Mày. Mày. Mày băng cho mày nè, chứ mà tao ơi. Trời ơi, chị vô chạy ra, chị với em đánh chị luôn á. Đó, đó chồng chỗ mua súng à. Không ổn rồi, đạn hết đạn rồi, đi mua đạn ra tính tiếp anh em ơi. Ừ, công an, công an, công an. Nè, nè, mày như nào? À, ra đường rồi, ra đường rồi nè. Ủa, đi vô khu vực an toàn rồi. Đi chơi anh em ơi. Đỡ tôi cái nha. Lấy đạn cái để bắn quái vật. Ủa, trời ơi. Quái vật. Đâu có gì đâu mà qua đây trời ơi. Giờ sao anh em mình sao? Mày cầm cái cây gì vậy? Trả thù hôm nãy giờ nó giết em. Ôi. Trời. Gì vậy? Trời ơi rớt bể đầu luôn. Mua nước nè anh em. À cho về mua nước. Ừ ít nhất cũng có trái tim. Không muốn được. Muốn được hết máu rồi đừng mua nữa coi. Ôi leo nè Messi kìa cút. Rồi chưa có đèn. Đi. Em còn có 2 băng nè đại ca ơi. Kê quái vật nè. Gì vậy? Trời ơi, nó không summon được quái vật anh em ơi. Giải tán băng đảng mà luôn rồi. Ê, có thằng nào đứng kế bên rồi vấn đề kỹ năng rồi nó chỉ ghét. Trời đó. Cái gì đó. Trời đó. Trời đó. Thôi em còn 1 máu, khứa nào bắn lén ơi. Chạy đã. Còn 1 máu nữa. Kỹ năng này
tiêu gì đây, tiêu gì đây, tiêu gì đây, một quần xuống, tốt quần xuống. Tao chạy rồi. Thôi các bạn ơi, video này đến đây thôi. Đây là một trò chơi của người Việt Nam đó, các bạn có thể chơi thử nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye. See ya. Bye bye. 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 Bye bye.